Thưa quý vị, nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam ngày 13 tháng 10, chiều nay Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã đến thăm một số doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Cùng đi có lãnh đạo các sở ban ngành thành phố Đà Nẵng. Đến thăm công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Hòa Cầm, có trụ sở tại đường số 1 khu công nghiệp Hòa Cầm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chúc mừng tập thể cán bộ, công nhân viên công ty, chúc công ty không ngừng lớn mạnh. Chủ tịch Lê Trung Chinh ghi nhận các kiến nghị của công ty liên quan đến đơn giá thuê đất để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đợt 3, đẩy nhanh thủ tục cho thuê đất phần mở rộng 13,1 ha thuộc khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 1 và cho biết sẽ từng bước giải quyết tháo gỡ để tạo điều kiện cho cụm công nghiệp Cẩm Lệ đi vào hoạt động. Công ty cũng đồng ý chủ trương trong việc sử dụng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hòa Cầm do công ty đầu tư đấu nối vào cụm công nghiệp Cẩm Lệ. Thăm công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ tổng hợp Hòa Khánh có địa chỉ tại đường Nguyễn Tri Phương, quận Thanh Khê. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, người lao động công ty, mong công ty vượt qua khó khăn tiếp tục phát triển, mong doanh nghiệp chia sẻ những khó khăn của thành phố và đóng góp nhiều hơn vào quá trình phát triển chung của thành phố. Đến thăm Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố có địa chỉ tại đường Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho biết, trong bối cảnh khó khăn như hiện nay, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa phải tự thân nỗ lực rất nhiều để vượt khó. Lãnh đạo thành phố cam kết sẽ có thêm nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực hiệu quả, cũng như từng bước tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp. Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và xem đây là động lực để Hiệp hội làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa chính quyền thành phố và doanh nghiệp hội viên.